đem xuống là mình cảm thấy là giống có cái giọt đó à, cô chú chị mình cầm cái để cầm cái đuôi lên vậy là easy luôn nè đó. Dạ. Đem gốc cây lên ra đục tượng Bác Hồ đàng hoàng là không làm, tượng Bạch cũng không làm, mấy tỷ cũng không làm. Dạ. Tại những đói chứ không chơi. Dạ. À, tội không năm hả? Tội không năm là vậy. Bởi vì mình là người phàm. Dạ. Mà mấy cái người đó là thánh, thánh thành cho phải thường. Dạ, Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại An Giang. Và trên tay của Quỳnh Trung đây, thấy cô chú anh chị mình thấy không? Một cái con linh vật được làm từ gỗ và được chế tạo ra từ một bàn tay của một ông lão năm nay đã 80 tuổi với cô chú anh chị. Ông làm những cái con linh vật nhìn rất là sắc sảo và có hồn. Thì bằng những cái khúc gỗ mà người ta bỏ đi đó, ông đã về đục đẽo và chế tác nên thành những cái con vật đủ loại con hết của chú anh chị. Nói chung là vô nhà của ông nhìn không khác gì một cái sở thú luôn á. Bây giờ thì Quỳnh Trung sẽ mời cô chú anh chị mình cùng vào nhà của ông Năm, xem ông Năm làm con gì và cái cơ duyên vì sao mà ông Năm đến với cái nghề mà đục đẽo những cái con linh vật như thế này. Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình ạ. Và bây giờ thì Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình cùng vào thăm nhà của ông Năm. Phía trước đây thì ông Năm để nãy thì Quỳnh Trung có tậu một cái em ông dài ha. Cái này là kêu bằng ông dài này cô chú anh chị. Nhìn dễ thương. Khi mà qua nhà của ông Năm thì bà con mình sẽ đi qua một cái chiếc cầu như thế này nè, cũng hơi yếu. Dạ con chào ông Năm nha. Dạ con xin phép con gửi lại cái con linh vật này của ông Năm. Dạ, cái con này là kêu con gì đây ông Năm? Con ông dài đó ông Năm ha. Nhưng mà sao ông Năm làm nhìn thấy nó dễ thương quá vậy? Dạ. Dạ. Rồi ở đây là một cái chú cá. Dạ, cái này là cá gì mà con thấy có râu nữa vậy ông Năm? Cá nó sắp sửa nó thành râu. À. Con cá nó hết cái qua cái thời kỳ con cá của nó rồi, cái tiếp cá của nó. Dạ, vậy là cái con đó là kêu bằng con linh vật cá chép mà hóa rồng. Dạ, để con quay cho bà con mình xem kỹ. Dạ, rồi sáng giờ ông Năm đục được mấy con rồi? Con hai con gì đó. Trời ơi, vậy là một ngày ông Năm làm bao nhiêu con? Mình bằng hào thôi chứ chưa có làm cho thiệt giống. Dạ. Chỉ đẻo cái hình nó ra thôi. Dạ. Có nghĩa là cái này là mình có mô phỏng ở trên một cái thiết bị gì không ông Năm, hay là mình suy nghĩ rồi mình làm thôi ông Năm? Suy nghĩ, không có cái thơ, không có nháp mà không có giấy tờ gì được, không dạ. Thấy hình con gì. Có nghĩa là ông Năm suy nghĩ cái rồi ông Năm làm y xì vậy thôi. Ờ, suy nghĩ là đem gốc dạ. Cây muốn mặn rắn thì mặn, mà muốn mặn rồng. Ờ, ở đây dễ thương ha, bé rắn nè, đó. Kêu rồi ở đây là một cái con linh vật là cá chép hóa rồng. Dạ cái này là đã xong chưa ông Năm? Cái đó là xong rồi đó, chờ đánh BU nữa. Ủa là còn đánh BU nữa ông Năm ha? Đánh BU nó bóng vậy nè, nó bóng dạ. Nó vàng vậy đó. À ông Năm làm có răng rồi luôn nè. Thì nó phải có răng khóa rồi đầy đủ mới được. Dạ. Lại rồng rắn thì vậy nó phải có răng rồi. Để có râu rồi ha. Có râu luôn, dạ. Rồng thì có râu. Đủ hết, sừng dạ. Luôn. Rồi ở bên này là, ủa cái này là những cái này là nguyên từ gỗ nguyên khối hay sao Năm? Nguyên khối, nguyên cái cây lên tới lưng quần vậy đó. Vậy là cái con mà đại bàng mà gấp cái ông dài này là cũng từ nguyên một khối gỗ luôn. Nguyên khối cái cây nó bự lên dài tới đây nè, cái mình đục phân thẳng từ cái con chim nó đục dài xuống con rắn rồi mới xuống tới đất luôn. Dạ. Cái một cho nó dính liền mới được. Dạ. Chứ đâu có rời rắn vô đâu được. Dạ. Người ta đâu chịu. À, từ những cái thiết bị mà thô sơ như ngày xưa thôi là đục đồ này kia, không có phải mà dùng máy hay là này kia cầu kỳ, nhưng mà ông Năm làm những cái con linh vật là giống như là nó có hầu như là con nào cũng có hồn trong đó hết ông Năm ạ? À? Có hồn mới được. Dạ. Không có thì làm không được. Dạ. Làm chưa có hồn gì mới được. Thì ông Năm là năm nay là đã 80 tuổi rồi ông Năm ạ? 80 à? Dạ. Hiện tại thì ông Năm ở đây với ai? Ở đây với thằng con Thứ Út. Dạ, con trai của ông Năm ha. Con trai. Dạ, ông Năm làm cái công việc mà ông Năm đục đẽo những cái con này con kia là bao nhiêu năm rồi ông Năm? Khoảng chừng 25 năm trở lại đây. Dạ, là cái này là hồi trước ông Năm có trải qua trường lớp hay là đi làm mộc đồ này kia không? Không có, bây hồi trước thì tôi còn nhỏ, cỡ 13, 14 tuổi thì tôi đi học. Dạ. Học chữ, rồi tôi mới về tôi thấy hình rồi vậy, cái tôi xuống sông múc đất nắng.
Dạ, hồi xưa là mình làm đất không Nam ha? Đất không à. Dạ. Rồi tôi nhìn thấy đất thì nó phơi nắng, nó mưa rồi nó chảy, nó rã không được. Dạ. Nó rớt nó cũng bể, thấy không? Dạ. Rồi bây giờ thì mình đục bằng cây thử coi. Dạ. Thì bắt đầu làm tới luôn, bây giờ đâu học được, người ta đâu có chỉ đâu. Dạ. Vậy gì? Có nghĩa là tính tới thời điểm hiện tại là tất cả những cái con vật là ông Năm đều đục được hết luôn hả ông Năm? Đục được. Dạ. Vậy là ngoài những cái linh vật này thì ông Năm có đục kiểu như là tượng này tượng kia không? Người ta cũng có đặt lắm mà tôi không làm, tội, không làm được. Bắt, tôi đem gốc cây lên ra đục tượng Bác Hồ đàng hoàng là không làm, tượng Phật cũng không làm, mấy tỷ cũng không làm. Dạ. Thà nhịn đói chứ không chơi, nó tội. À, tội không Năm hả? Theo ông Năm là vậy? Bởi vì mình là người phàm, dạ. Mà mấy cái người đó là tướng. Dạ. Tuy là mặc dù Bác Hồ với người thánh, thánh thần chứ phải thường đâu. Dạ. Đó, mình không biết rồi mình đi. Bây giờ mình đẻo cái gốc cây mà mình nhỏ tuổi gì mà đặt cái tên của ông đó, cái tên. Dạ. Bởi vì tôi thường mà đây người ta lại hỏi cái con này con gì, cái ông này ông gì, ông Phật gì. Dạ. Một lòng tôi phải nói ông Phật gì mới được, là dạ. Tôi đặt tên Phật. Dạ. Tổ là Phật Thầy hay Phật Bà. Dạ. Tượng cốt bả nè. Dạ. Thì mình phải đặt rồi là mang cái tội đó. Dạ. Kiểu giống như là mình đột, nếu mà cái bức tượng nó ra hồn, nó giống thì không nói gì. Còn nếu mà nó lỡ sai một cái chi tiết nào mà chừng một ly thôi là cũng mệt mình không Năm ha? Mệt rồi, mệt, cũng mệt lắm. Dạ. Cho nên là bây giờ là có đem tiền tỷ hay là tiền trăm triệu gì là của ông Năm cũng không làm tượng Phật. Không làm. Dạ. Nhất định là không làm Năm ha. Dạ, là chỉ làm chơi chơi mấy con này thôi Năm ha. Con gì ở ngoài đời nó dụ ngựa xe trâu bò làm được hết trơn mà cái đó không chơi. Dạ. Bằng được mà làm mau lắm mà cũng không làm. Con nào nè, đây nãy giờ thấy là Quỳnh Trung thấy là gắn ha, trên này là con này con gắn hổ đất mình. Gắn hổ đất ha. Cái đại chứ mình là có con gắn đó với gắn đó không à. Dạ, rồi bên bên đây nè, đó bên đây là quá chừng luôn, cũng treo ông Năm treo đốt nhà luôn. Dạ. Gắn bò theo nhà mới đó mà. Dạ. Ăn chuột đồ. Dạ. Để con xin phép con review sơ sơ mấy cái con ở ngoài này thì gần tí nữa mình vô trong. Dạ. Đó là lấy cái con. Ủa cái này là ông Năm có sơn vậy không, là gỗ nó đen vậy? Cái là mình sơn, với cái gỗ nó không có đen gì được. Dạ. Bởi vì cũng rắn hổ đất lúc nào nó phải đen. Dạ. Ê, cái này là con hổ đất không Năm ạ? Hổ đất là xứ mình có từ Kiên Giang về đây có cái này với cái con bển. Dạ. Còn cái đám ở ngoài không bao giờ có. Vì cái đó là nó ném về mắng gà rồi. Dạ. Trên rừng mới có chứ đây không có. Dạ. Thành ra người ta quay video nhìn mình thấy cái hình như mình bằng thôi. Dạ. Đây là con hổ đất nha. Bên kia rồi, mới dạ. Con này là con gì đây ông Năm? Là rắn mối. Cái con đen là con mà thằng lành. Rắn mối nè. Y thiệt luôn ông Năm ơi. Ủa là cái gỗ này là có văn gỗ vậy hay là mình sơn Năm? Mình bằng đục dãy ra. Con nào cũng phải có dãy, rắn mối rồi có dãy, thằng lằn cũng có dãy. Dạ, mình rồi con này ông Năm? Rắn mối nữa. Cũng rắn mối rồi sao nó màu vàng ông Năm hả? Hả? Rồi sao nó màu vàng ông Năm? Mình cho nó màu mỗi con khác nhau. Nó cũng không giống như nhau được. Dạ, rồi con bên này nè ông Năm, con thấy con này cũng lạ lạ ông Năm ha. Con đó là cũng như là con thằng lằn biển vậy đó. Ồ, thằng lằn đúng rồi, mấy con thằng lằn biển này dạ. Dạ. Chứ không phải ở đây, thành ra mần cái lên trên mạng coi mần ở đây cái xứ mình là không ai biết con gì hết. Dạ. Bị chưa từng thấy. Dạ. Thì nào có lên mạng mới biết con đó con gì. Con này là giống như con rồng Nam Mỹ vậy ha. Nhưng mà nó không. Dạ. Ở bên này đây con này là con gì nãy ông Năm nói là gắn bẫy gầm hả? Mai gầm. Gắn bẫy gầm đây. Con nó độc nhất ở thế gian này, là cắn là nằm tại chỗ chứ không có chở thầy được. Dạ. Còn cái con này chở thầy được ngày hay ngày, chở kiếm thầy. À. Còn con đó mổ rồi nằm tại đó luôn, chôn cho không có. Có nghĩa là không phải là ngoài cái việc mà ông Năm đục đẽo không đâu, mà ông Năm còn am hiểu là từng loại gắn và từng biết cái con vật hết luôn ông Năm hả? Dạ, biết hết. Biết. Dạ là đủ chi tiết hết không Năm? Đủ, phải biết mà mới được. Dạ. Mà bây giờ ở đây mình ta nói con Công với con mà Phụng Hòa, con mà Phụng Phượng rồi mình có thấy con Phượng đâu. Giờ Phượng Công Hòa ở đây mà kiếm đây. Dạ. Ở lại thú cái trường thú rồi mình lên thành phố của miễn cưỡng có gặp Công nhưng mình làm gì gặp. Mình theo ông Năm thì con Phượng Hoàng nó có không? Nó có không là chỉ có. Là trong truyền thuyết thôi. Thì truyền có ở ngoài có mà không có thấy được. Đó là thiên nhiên của Phật trời đây sắp xếp y ở có chỗ không ở đây được. Dạ. Trên rừng cấm giống chứ không phải ở đây được. Dạ. Ngoài cái mà mình ở nữa, nó ở ngoài chứ không ở đây được. Dạ. Rồi khi lát nữa trời Phật mà định nó sắp sửa về chầu vua thì nó mới về. Dạ. Nó kéo ngọn gì hết rồi nó bay trên trời rồng thấy. Dạ. Lên con ràng vàng xanh đủ lại rồng bạch gì có đủ. Dạ. Đó là của trời.
Ý là mỗi con là nó đều có một cái nhiệm vụ dạ. Bây giờ cũng như là mình nói, ví dụ như người ta nói thường thường là ông Năm Trèo. Dạ. Bây giờ ông nằm dưới sáu bún, mà bây giờ nó không có ngóc đầu ra đây, có biết ở đâu dưới. Dạ. Mà lát nữa rồi đi lên có thấy đàng hoàng. Dạ. Đó là trời Phật nói là phải có. Dạ. Phạt những người hung dữ phải ăn. Dạ. Mà ăn đủ cái số rồi mới được là về trời. Dạ. Mà bây giờ không cho nhúc nhích, lầu phố người ta đương cất cái trển. Dạ. Đường thì trắng nhựa. Rồi bây giờ nhúc nhích cái thì nó sụp hết thì người ta chết sao? Không được, phải nằm yên. Yeah. Chờ lệnh tao, ông trẻ nó nói chờ lệnh tao, mày phải nằm. Yeah. Mấy trăm năm phải nằm đợi tao. Dạ. Yeah. Khó lắm đó. Rồi ông Năm làm những cái con này con kia, rồi gỗ này thì mình lấy từ đâu để mà mình làm ông Năm? Ở đây thì lấy đây chứ không có đem đi ở đâu lấy là được hết. Dạ. Yeah. Mình thì ở ngay không phải là khá giả gì mà đi mua người ta được. Dạ. Yeah. Ở đây mà muốn mua phải đi tới Tây Ninh hoặc là trên đó là Đồng Nai hay hoặc là Biên Hòa đồ ấy mới có. Dạ. Gỗ trển có. Dạ. Nhưng mà cái chuyên chở lấy chớ người chừng bị bắt. Dạ. Khó lắm chứ không có dễ đâu, gỗ khó lắm, chở dạ. Bị bắt liền. Đó, thành ra cây ở đây mình làm, nhưng mà lựa ở đây là cây tốt, núi dạ. Mấy núi mình cây. Nhưng mà cái này là người ta cho với lại mình đi ừ. Đi nhặt hay là mình có mua không gì không không? Cái mua thì nó ngay tôi không có mua. Dạ. Bởi vì mình nghèo tiền đâu mua nổi. Dạ. Một gốc thì tới 300-400 rồi làm sao? Dạ. Hoặc 1 triệu. Dạ. Đó. Nó ví dụ như mình xin một cái gốc thì mình có thể mình bán cũng được 200-300 ngàn mình sống qua ngày vậy thôi. Yeah, yeah. Nó nhỏ thì bán thêm nhỏ tiền chút, lấy yeah. Chút xin người ta. Cái yeah. Nào người ta bỏ để trẻ làm củi mà ta bữa không ra đó. Cho khi đem về đây, rồi mình đục ra cái con này cũng kia yeah. 2-3 con trong cái gốc cây đó. Yeah. Rồi ai muốn thích gì đó người ta mua. Yeah. Nhưng mà theo ông Năm á, thì ví dụ như mà ông Năm đi ngoài đường mà ông Năm nhìn những cái khúc gỗ mà người ta bỏ đi, người ta không có sử dụng á, thì lúc đó là trong đầu của ông Năm là ông Năm có mường tượng ra là cái khúc gỗ này sắp tới mình sẽ làm con gì không Năm? Có được chứ, biết bước biết xin gì á. Ồ. Biết thì chạy ngang chạy cái xe đạp ngang ngó ngang cái gốc củi đó người ta để đó. Dạ. Mà không biết người ta chụm hay người ta làm gì cái ghé ngừng lại hỏi coi. Dạ. Ở trong nhà về cái gốc đó bằng gì đó mấy ông nói ở cái gốc đó tôi cụ bè nó đốn cây rồi nó móc cũng bỏ đó, tôi tính làm củi bữa không nổi chú muốn xài lấy đi. Dạ. Thì cũng móc cho người ta 100-200 cái ơn của người ta. Dạ. Mình đem gì mình bán cũng được 700-800 triệu. Dạ. Nói cho ngay vậy. Dạ. Chứ còn cái mua khơi khơi là ít cây bán đó. Dạ. Là giữ cây mà cây tiết mà không nổi. Dạ. Thì ba mua khối là hết mua nổi. Dạ. Nếu mà tính gỗ quý là mình mua có không nổi đâu Năm ha. Dễ gì mắc lắm vậy. Dạ. Một khúc đó mà gỗ hương bây giờ bây dai mà cái ba lớn cái mặt nó từng khoảng 3-4 tấc mà nó một thước thì mấy triệu. Yeah. Làm sao đó rồi mấy triệu rồi giờ mình bán mấy triệu ai mua. Yeah. Không có tận mắt thì ai mua nữa. Yeah. Mà mình mặn ra bán thì nó lỗ, mình mua quá mắc rồi. Yeah. Thôi tôi đi xin củi người ta bữa chụm đó. Yeah. Xin cái chắc ăn bây giờ mà trước này chậm già. Yeah. Ở tuổi của ông Năm như hiện tại đây 80 tuổi rồi mà còn giống như là sức khỏe đi đạp xe đạp rồi đi ghinh từng cái khúc cây mà người ta để vậy đó đem về làm những con này con kia, thật sự là rất là khâm phục ông Năm luôn á. Dạ. Bây giờ cái nói gì chạy thì một tiếng thì cũng vài chục cây số. Dạ. Xe đạp không mà từ nhỏ tới lớn. Dạ. Còn cát đầu người giờ cậu dược đường ta cắt đó là dạ. Tôi đạp qua cái một chứ không có dẫn, còn người ta thì dẫn đạp không được, đạp không nổi. Dạ. Mà tôi bay qua cái một. Trời ơi. Dạ. Ai cũng đi dòm lắc đầu. Lắc đầu thôi đúng không Năm? Vẫn đi gần đi không nổi, người dạ. Ta đi lại bị cái cầu dốc quá bự mà. Dạ. Cầu sắt viện tre được mấy cái cầu dược nữa. Dạ. Đó. Sao qua được đây? Dạ. Rồi ông Năm hiện tại là ông Năm ở nhà này rồi cô đồ có con cái gì đông không? Hay là không, chỉ có 2 cha con à. Dạ. Rồi bà thì bà đã mất. Dạ. Bà mất hồi lúc đó bà 43. Dạ. Lâu rồi, tôi 44. Dạ. Người sanh ông nhỏ này ra 10 tuổi bỏ lại bà đi. Rồi bây giờ tôi phải nuôi hoài, tôi cũng ở vậy nuôi luôn, không có lập nữa. Dạ. Mà ông nhỏ này cũng ở vậy luôn, không có lập gia đình luôn. Anh cũng không lập gia đình luôn. Gần 50 tuổi rồi. Dạ. Rồi ở đây mình có đất cát gì mình canh tác không Năm? Không có gì hết. Trước giờ tàn đi ở đậu không. Dạ. Anh em nào cho ở, ví dụ như đôi 3 năm người ta không đồng ý cho mình về ngủ đi kiếm xin chỗ khác ở. Dạ. Vì là ông Năm ở đây thì cũng thuộc diện hộ nghèo ở đây hả ông Năm? Có, hộ nghèo có. Có làm có cho sổ nghèo đó. Dạ, có sổ hộ nghèo luôn. Dạ.
Nhưng mà bây giờ với tuổi tác của ông Năm nè, rồi người con trai thì chắc cũng đi làm thuê, làm mướn rồi. Thì sống với nhau à, ngày nào cũng có người ta kêu mặn gì mặn nấy, đào đất, đắp bờ rồi. Dạ. Làm vườn người ta tiếp đó, trồng mít rồi giúp. Dạ. Để cho như chó. Dạ. Chứ ở đây mà mình muốn mà mình kiếm thêm cái công việc gì khác mà kiếm thu nhập cao rồi cũng không có ông Năm á. Nếu mà cái người Bình Dương về đây là không khi nào ở lâu được. Dạ. Không cơ sở là. Dạ. Mà ở đây cha con đi sống mấy chục năm thì cũng sống vậy hoài. Dạ. Ở đây là kêu bằng trong gừng gửi cô chú anh chị. Nhưng mà ông Năm nè, những cái con linh vật này ông Năm làm rồi có người ta hỏi mua gì không hay là lâu lâu nó dụ tháng nửa tháng hay gì đó, hoặc tháng mà hai ba lần không chừng người ta mua một hai con. Dạ. Có khi ba bốn tháng người ta không mua nữa. Dạ. Dù mình bán ví dụ như một lần vậy đó được đôi ba trăm cho mình ăn nhúc thôi rồi. Ít vậy không Năm ạ? Thì mới nhín nhúc. Dạ. Nói dụ như năm 10 bữa nửa tháng mình không xài chưa được ngàn bạc. Dạ, có nghĩa là người ta mua ít như vậy là người ta chưa có hiểu được cái giá trị của những cái con linh vật này ông Năm làm ra đúng không? Kiểu giống như người ta thấy người ta thích cái đó người ta mua thôi. Người ta thích mua gì đó. Dạ, nhưng mà người ta chưa có hiểu được là ông Năm phải trải qua rất là nhiều cái công đoạn ha. Mình để mình tạo nên một cái con linh vật đó. Dạ. Chắc là hôm nay là con vay video này con muốn chia sẻ một cái cách cho nó khái quát và cho nó chân thật nhất. Thì con mời ông Năm xuống cái chỗ mà thường ngày ông Năm làm việc, ông Năm làm những cái con tượng để cho bà con mình biết được cái đục đẽo mà ra được những cái con linh vật như thế này là nó trải qua nó cực như thế nào đó, cô chú anh chị. Đó. Một ông lão là 80 tuổi rồi. Cái con kia là nhìn thấy hơi hung hung một xíu. Nhưng mà cái con này thì nó rất là hiền luôn Năm ạ. Dạ. Nhưng mà nó là dữ lắm đó, là mãng xà đó đó. Dạ, mãng xà ha. Ừ. Dạ. Phật ông cũng nói, Phật nói trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Dạ. Những người hung ác là xuống liền. Dạ. Xuống nó tha. Ở đây là ông Năm làm, đây là cái con gì đây ông Năm? Cái này là cái con gà. À, con gà ông Năm hả? À. Dạ. Mới đường mầm thôi. Dạ. Còn ở đây là con quy. Con quy mà cái nó cũng mới làm mà tôi chưa rồi. Nè. Dạ cũng còn hơi gian dở ông Năm ha. À, chưa có giấy gì chứ. Này là ông quy rồi có ông kia trong kia là ông gì nữa ông Năm? Cốc. Dạ, cốc nữa ha. Cốc nữa đây, cốc nữa. Dạ. Mình chưa có làm thành thánh được, không thánh bằng từ từ mới được. Nhưng mà một cái con linh vật như vậy thì ông Năm mất khoảng bao lâu để mà mình hoàn thiện hết? Ừ. Nếu cái con cỡ trạng này thì coi như trong vòng tuần lễ là hoàn thành. Dạ. À. Một tuần lễ là mình hoàn thành rồi. Hoàn thành hết một tuần lễ 7 ngày. 7 ngày. À. Dạ. Con lớn từ khoảng là 2 tuần đổ lên. Dạ. Bị gì con lớn nó 2 3 con mà mình dính một đùm nó lâu. Dạ. Con này có con nó mau. Dạ. Nó chặt cái chỗ mà một cái gốc cây mà mình cái bao bốn lão trong. Dạ. Đủ thứ con. Đó. Nghĩa là nhiều con trong đó thì nó lâu lắm. Đứng sợ rế rồi nó chặt chậu chỗ đóng đục rồi đó. Nó chẹt cứng nó khít gì đó. Dạ. Khít nó sọt đục thì nó khó hơn. Dạ. Còn cái mình tội lỗi thì nó mau mình xây cạnh nào mình được cũng mau. Dạ. Cái này là mình cũng lấy vít lông rồi mình lên sẵn cái bản vẽ rồi. Dạ. Hết rồi ông Năm. Nó sử dụng cái gốc cây lên về. Mình dòm cái trong cái gốc cây rồi. Dạ. Thịt nó chỗ nào ít nhiều gì đó thì mình giờ nó bằng con rồng con rắn. Dạ. Thì mình cầm cái vít lông rồi bật cục phấn mình vẽ xong rồi bắt đầu mình đục. Dạ. Đục tới hoài thôi rồi ra hình luôn. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới sơn phết. Dạ. Mới giống được. Nhưng mà họ không giống thì người ta không chịu. Dạ, người ta không chịu ha. Không chịu cũng khó. Dạ. Bị cặp mắt của mà người khách cũng khó. Dạ. Không có khó mà theo cái ý của người khách mà được. Dạ. Thường thường ta cũng nói là chín người mười ý gì đó quá trời. Dạ, chín người mười ý. À, dạ. Như tôi mà cái con này nó ngó tới rồi ngoài đường nó nói sao mà phải ngó luôn liền sao, ngó ngoái sao, rồi dạ. Đi cưa ra làm lại hay sao. Dạ. Đâu được, nó lầu thôi chứ đâu có cưa được. Dạ. Chứ mà hỏi là lúc tôi đang đục gì mà biểu tôi mần ngó lại sao thì tôi mần được. Dạ. Rồi bây giờ rầu gì mà biểu quay lại sao nó ngó được. Dạ. Cây chứ phải con thiệt đâu. Dạ. Ồ, nó mới chết chứ. Như mấy cái con kia là làm là nó dễ không Năm ha, làm nó mau không Năm ạ? À? Thì nó nhỏ hơn. Dạ. Nhỏ hơn, mau hơn. Dạ. Cái con nào nó không có dễ gì thì nó mau. Dạ. Còn có dễ gì nó lâu. Hồi nãy thì ông Năm có nói cái chi tiết là ông Năm không bao giờ làm thứ nhất là lãnh tụ nè, thứ hai là Phật đồ này kia rồi, rồi ngoài ra thì ví dụ như tượng hình này kia thì ông Năm có làm không?
hình đó, thì làm nó dụ như người ta rồi này kia, rồi mình làm cho nó quýnh võ, nó chạy đua múa rồi chơi vậy thôi, chứ không có định là ông Phật tổ nào hết, không có thành ông Phật gì hết. Dạ, dạ. Dạ. Người ta thì làm theo người ta, chứ không có làm ông Phật gì. Dạ, dạ. Phật thì phải ra Phật, dạ. Đứng lại trong chùa, nó y răng mấy ông trong chùa là Phật. Dạ. Còn ở dưới là Phật mà đậu kết, mà ở dưới chạy đua đây rồi. Dạ. Bận quần thì sọc luôn mà thể thao không, rồi bây giờ Phật ở đâu đó. Dạ. Có đúng không Phật, ông Phật phải ngồi bằng thẳng đâu đó. Dạ. Xếp bằng hoặc là đâu đó chứ đâu vậy, mà làm thì tội, không dám. Ở đây là cái con đại bàng này là chắc là ông Năm là tâm quyết dữ lắm ha. Ừ. Dạ. Con này thì bà mất bao lâu ông Năm? Ừ. Con này khoảng trên nửa tháng. Nửa tháng, 15 ngày. Dạ, cả đó. Dạ, 15 ngày để mà hoàn thiện được cái chú đại bàng này. Ừ. Dạ. Cái mình giờ mình tạo cái dáng của nó, mình đẽo xương qua cái con đại bàng vậy thôi. Dạ. Chưa có làm cái là dãy di lông lá thì coi như nó quá mau. Dạ. Nhưng mà cái ngặt nó bằng lông lá dãy di nó rất lâu. Dạ. Nó chẳng mặn. Dạ. Đó như cái dãy bây giờ cái con rắn đẽo một chút coi chừng không tới một ngày rồi cũng rắn. Dạ. Mà cái dãy làm 4 ngày chưa rồi. Chỉ nó mấy trăm, mấy được cái dòng mấy trăm đến mấy trăm của cái dãy. Vậy là lâu cái dãy này lâu không? Lâu cái dãy không mà với cái mau lông lá rồi của nó đó. Tỉa nó dụ như một cái cạnh thến, một cái chút nhỏ vậy nè, mình cũng bắt tỉa nè. Dạ. Nó giống đại bàng của người ta. Cũng làm công rồi này kia cho giống ha. Ờ, chứ làm lên chân lưu gì thì làm luôn ngày cỡ hai con. Ờ, cái này là nhanh không Năm ha? Nhanh nhưng mà cái dãy nó cũng lâu. Dạ. Ờ, thành ra bên cái thằng bên nay chưa làm dãy. Dạ. Có gì thôi. Chứ cái đẻo thì nó mau lắm, mà ngặt cái nó làm cái lông lá nó lâu rồi nè. Dạ. Nó cẩn mẫn. Dạ. À, bây giờ ông Năm cho bà con mình xem những cái tác phẩm mà kêu bằng đã hoàn thiện hết cho bà con mình xem ông Năm á. À, bây giờ bưng ra đây không? Hay là để tổng ý muốn chụp là đem đây hay bưng vô tà để tổng chụp? Dạ, mình vô trong cho bà con mình xem trước cũng được. Dạ. Đây, vô đây. Rồi, mời bà con mình, cô chú anh chị mình. Dạ, em chào anh nha. Dạ, xem những cái tác phẩm của... ông Năm. Lên. Ở đây mình không có điện xài luôn không Năm? Không có đâu, bị gì xứ này đâu có điện. Dạ. Thành ra tôi bằng tay chân không đâu có điện lạc cái đâu. Dạ, rồi xài bình vậy là mình bao lâu mình đi sạc một lần Năm? Hiện nay á, từng lễ. Dạ. 7 bữa bình 12 mình lên từng lễ. Dạ. Rồi đem đi sạc là đem có xa không? Đây là trên chợ Quỳnh Liên đây, cái cầu đây cũng gần. Dạ. Chừng 900 cây số trở lại thôi. Ồ, tác phẩm ông Năm để đây hả? Ờ, thì để đây gọi mua vô coi mình... Dạ, ôi ơi. Cái gì? Đây nè cô chú anh chị, đây là những cái tác phẩm mà ông Năm đã làm ra. Ừ. Ờ, chắc con tiếp phụ ông Năm đem ngang trước cho bà con mình xem cho nó rõ. Dạ, biết rồi, tôi biết rồi, đem trước thì nó dễ thấy hơn. Dạ. Mình chắc cái trên bàn đó luôn anh. Trời ơi, nhìn dễ thương quá cô chú anh chị. Dạ. Đem dẹp bánh trái xuống dưới. Dạ. Đây là những cái tác phẩm mà ông Năm cũng làm ra nè. Có ếch nè, rồi ngựa, rồi bên kia là nguyên một đàn khỉ luôn. Trời ơi. Ôi rùa. Rùa có cái đầu lắc gì luôn. À, mình làm cho nó giống như con giống như con rùa sống. Con rùa này con rùa thiệt mà ông Năm. Cái mu thì mu thiệt. Nhưng à. Cái cây cấu thì giả đồ giả. Dạ. Mình đút cái cây vô giả đó mà. Dạ. Chứ giờ mình không làm thì nó nhúc nhích thì nó không giống con thiệt. Dạ. Ý là... Ở đây là con cá gì không Năm? À, này hả? Dạ. Này con cá này kêu bằng con cá mà con cá chấm cỏ đó. Cá chấm cỏ à. Giống như con bạch long gì à. Hả ông Năm ha? À. Dạ. Ôi đây em... Trời ơi, voi. À. Đây ông voi nè. Có ngà ha, rồi có cái dê dòi nè, rồi tay cũng sấy được. Dạ. Đủ vậy. Có cái con cóc nè, là con nhìn hai con luôn không Năm hả? Hai con, tại 5-7 con người ta bưng hết rồi. Ờ, vậy là ông Năm cũng bán hoài, bán ra đây hoài, người ta lại gặp thì mua cái gì thì người ta mua nha. Dạ. Nội đây ai muốn thấy con gì vừa bụng thì gỡ xuống rồi đưa. Dạ. Ai muốn mua gì mua. Dạ. Vừa cái băng tài tử giống nữa. Tài tử nữa? Tài tử. Là ở đâu không? Dạ. Bởi vì tôi nói với chú á, là hai cái thằng em ruột của tôi là dân tài tử. Dạ. Một thằng thứ bảy ở tại là... Ôi trời ơi, nguyên cái ban nhạc luôn. Giờ làm nguyên cái ban nhạc cho người ta. Dạ. Là cái này là em ruột không à.
chưa qua đời hết rồi. Dạ. Năm nay mỗi một thằng vậy là được 2 năm rồi, qua đời hết rồi. Dạ. Ôi, nguyên một cái ban nhạc là có âm ly rồi thùng bát, dạ, đủ hết. Âm ly thùng bát ca sĩ rồi, rồi mà cái băng ca sĩ thì có dĩa mồi, có cá, có rượu đàng hoàng đủ chén. Dạ. Cái đó là băng nhậu để đàn ca, còn ai đàn thì đàn, ai ca thì ca, đâu đó đàng hoàng. Ý ông nói nãy ông Năm nói là những người em, có nghĩa là hiện cái tượng này là tưởng nhớ tới em ruột là kỷ niệm để lại đó. Dạ. Tôi mừng nhận để kỷ niệm là cái người này thứ là thằng em thứ bảy. Dạ. Thằng này nó đần cái cây đần kìm. Ờ đúng đúng đần kìm luôn. Cây đần kìm. Dạ. Cái đần nào phải ra cái đần nấy mới được, người ta mới đồng ý. Dạ. Cái đần này nó đần ở Cần Thơ, ở là Cần Thơ. Dạ. Cửa hàng Cần Thơ, cửa hàng. Dạ. Cái thằng em thứ Út ở Núi Sam ra đần cửa hàng Châu Đốc, mà hai thằng mãn bằng hết trơn. Vậy là trong năm người trên bức tượng này là có hai người trong đó là em của em ruột. Dạ em ruột. Còn với cái tớp này cháu ở xóm, cháu ruột ca. Dạ. Ca ai ca đó, ca cầm đi trô ca. Dạ. Ai nhậu thì cầm ly nhậu. Dạ. Còn ai đơn thì đơn. Dạ. Mà cái này là cái đứa cháu ruột, nó kêu cậu mừng đi. Dạ. Để làm kỷ niệm. Dạ. Tôi mấy đứa cháu tôi gái không mà cũng ca hát. Dạ. Hát thứ gì văn nghệ không. Dạ. Mà có mình tôi là không biết ca hát gì hết. Dòng họ của ông Năm là có cái truyền thống ca hát đó, đó là vậy thôi. Dạ. Ở đây thì có hai con ếch này, nhưng mà đặc biệt ở đây là cái con này là nó hơi khác, là con này kêu bằng con gì ông Năm? Cốc. Con cốc hả? Con cốc. Con cốc anh hả? Dạ. Đây là con cốc nè cô chú anh chị. Đó. Ví dụ như con cốc, con ếch gì đó là người ta thấy, người ta không biết, người ta cũng cái gì người ta cũng nói ếch hết, mà cái gì người ta cũng gặp cũng nói cốc hết. Dạ. Mà người ta không biết, cũng như con chim đó mà họ nói là con chim chứ họ không biết đại bàng như sao. À. Không hiểu gì. Ý là họ cũng chưa có hiểu. Chưa hiểu là dạ. Thấy chim là khoái mua thì thôi, chưa biết chừng nào mình nói cái tên là họ mới biết là con nó con gì. Dạ. Ở đây thì ông Năm có làm một cái gia đình khỉ. Đó, gia đình khỉ đây. Làm rất là giống luôn. Đó. Lớn thì có đây. Cũng màu vàng đây là khỉ mẹ ôm khỉ con đây nè. À. Rồi mấy anh em trai ra ở trước là lo ăn uống. Rồi nhỏ nó nhóng ngó. Nó ở trong bụng mẹ nó không dám ra. Nó còn nhỏ. Dạ. À, vậy thôi. Ở đây thì cái con cá nè. Mà cái chi tiết ông Năm làm là cái con mắt. Không biết là sao mà tô là nó cái vân gỗ này nó có vậy mà nó rất là giống luôn á. Cái gỗ của nó thì cái gỗ nó cái chà bông vàng, lúc nào nó thấy nó ở cái gốc cây vậy mình chưa thấy chừng nào đẻo ra trong nó mới nổi gân. À có nghĩa là nổi gân không cũng chưa có nổi luôn. Dạ. Chừng nào mình quánh BU nó mới lòi ra nhiều. Dạ. Vậy thôi. Còn con mắt là tự nhiên mình đục con mắt nó, chứ khi không đâu cái gốc cây đâu có con mắt gì đâu. Dạ. Đục ra con mắt này phải mình chấm là giết nhất lông. Dạ. Nó đen. Dạ. Thì con mắt thường nó đen chứ con mắt đâu có trắng. Dạ. Ở đây là có một cái chú ngựa. Dạ. Rất là dễ thương luôn. Dạ. Đó. Ngoái cổ lại nhìn nè. Dạ. Nhưng mà nhìn rất là có hồn luôn, những cái con vật là nhìn đầy đủ chi tiết hết. Cũng làm để chơi, đây là cái rùa. Dạ. Rùa này là cái mu là thiệt, nhưng mà những cái chi tiết là tay đồ này kia là khi mà mình chạm. Dạ. Mình làm đó. Bởi vì người ta ăn thịt rồi còn cái bọng không. Dạ. Giờ bây giờ bỏ ủng thôi, lấy cái mu ra làm. Nhưng mà giống. Dạ. Tới 99% luôn, cái đầu là đúng chi tiết cái đầu rùa luôn. Cái đầu rùa nó khác, mà cái đầu cái rùa đó mà cái đầu. Dạ. Chứ giờ cái đầu nguyên kìa nó khác liền. À. Rồi họ cứ gặp cứ nói rùa không. Dạ. Mà không coi cho kỹ gì trơn. Dạ. Bị cái đầu nó khác. Mà thấy cái mê nó vậy cũng giống giống mà nó không phải. Vậy là cái con quy là cái đầu nó khác. À. Còn rùa là cái đầu nó khác nữa. À, mà cái mình con quy nó cũng khác. Dạ. À. Nhưng mà cái màu sắc nó cũng y con rùa. Dạ. Mà rốt cuộc lại coi kỹ là cái đầu với con mắt này kia nó khác hơn con rùa. Dạ. Cái đầu của rùa nó nhỏ. Con quy cái đầu nó hơi dẹp mà nó cao dài. Dạ. Khác hết trơn. À, đầu ba là cũng khác luôn anh khác ha. Luôn không có giống cái gì mà dòm thả ngàn bò dưới đất lên hết một cái nói rùa không khác. Dạ. Nước dạ. Họ không hiểu, mình cắt nghĩa không nghe thôi. Vậy là hồi trước giờ ông Năm làm này là ông Năm đã bán nếu mà tổng cộng hết là được bao nhiêu cái tác phẩm của mình rồi? Chắc cũng tới chừng 70-80% rồi trở lại. Wow, 70-80% rồi. À. Dạ.
nhưng mà không có bán cái nào mà được 3 triệu. À. Bự tổ mẹ bưng không nổi mà cũng khoảng 2 triệu rưỡi rồi, 2 triệu. Tại vì ông Nam biết sao, nhiều người người ta kiểu như mình, nếu mà mình đem ra chợ rồi người mình bán thì cô chú mình chỉ nhìn thoáng qua cái này là từ gỗ làm ra, nhưng mà người ta chưa biết là làm thủ công hay là làm máy hay làm gì, chưa có biết được cái chi tiết là ông Năm phải đục đẽo hàng ngày như vậy, có con là đục làm phải trên nửa tháng mới ra được một cái tác phẩm. Nói chung là cái người người ta làm ra cái tượng này thì người ta đã thổi hồn cho những cái con linh vật này, nó sống rồi. Tuy là gỗ nhưng mà linh vật này đều là sống. Dạ. Đủ chi tiết hết, đặc biệt có một cái là tâm huyết là bộ đơn ca đại tử này. Mà người ta thường thường bây giờ người ta chơi, người ta mua cái gỗ này đó, người ta kiếm những cái tay mà mần chứ người ta không chịu máy. Dạ. Cái máy thì mần bóng thiệt nhưng mà nó nhái chứ không sắc sảo được. Dạ. Máy chạy mà sao đúc vô kẹt hắn đi ra được, không bao giờ cái gì đúc được, chỉ có cái đục mình đúc được thôi. Dạ. Thành ra họ chơi họ muốn cái tay mình mần thôi chứ cái máy người ta không chịu. Dạ. Thiếu gì người ta bán thành phố rồi nhóc. Dạ. Đóng mà người ta lựa lắm. Nếu mà đúng như ông Năm nói, nếu mà làm gỗ là mình phải làm thợ, những cái người thợ mà người ta đục tay rồi thì đó là những cái bức tượng là xuất nó sắc. Mới có dạ. Có hồng lắm. Dạ. Còn nếu mà làm máy thì nó tuy nó đẹp nhưng mà nó không có linh hồn hay sao đâu. Bây giờ tôi nói chú thường thường bây giờ chú đi ra chợ thì chú thấy nó bằng con trâu con bò là con thỏ mà bằng mũ thì chú thấy có xứng đáng gì mà giống không? Dạ. Không bao giờ. Chỉ mang máng là thôi. Dạ. Nghĩa là con thỏ người ta mừ mà nó đổ mũ vô rồi là còn có 8 thôi. Dạ. Không thể giống được. Ý là nó cũng đủ hết những cái chi tiết. Nhưng mà nó không bằng. Dạ. Bởi vì mấy cái cạc háng làm sao nó đổ cái khuôn của người ta đổ như cái bánh bò đổ rồi thì nó tròn cái đâu mà nó đâu có sợ đục lại được. Dạ. Mũ mà. Dạ. Cái này phải đục từ cái chi tiết kẹt háng bắp đùi, bắp chuối từ cái ngón chân ngón tay của ta. Dạ. Còn kia đổ vô cái nguyên cái tập bàn tay dính liền luôn. Dạ. Nó khó cái đó. Bởi người ta làm ra được những cái này là cũng hay lắm á. Với lại là với cái độ tuổi của ông Năm á, năm nay là 80 rồi, 80 tuổi rồi. Vậy là hiện tại thì ở đây thì còn 3-4 con này thì ông Năm đang làm gian dở. Gian dở thôi. Dạ. Giờ còn một đống cây ngoài kia nữa, cùng dạ. Trình bỏ đó nó chờ nó khô rồi nữa. Dạ. Thì lại làm chắc đống gì mà ai có mua thích gì mua. Dạ. Con thứ gì. Phải rồi. Dạ. Đó thì bà con mà xem là mình ưng được con nào thì liên hệ với ông Năm. Dạ. Cũng để nói cho bà con xài, bởi vì ở đây là thôn quê. Dạ. Chứ không phải thành phố. Dạ. Mà nếu mình nói bán cao giá quá thì anh em ta xài không có được đâu. Dạ. Ở đây mình phải chế lại hết. Dạ. Ở đây nó ví dụ một sản phẩm ở đây trở lên thành phố bán 1 triệu. Dạ. Ở đây chỉ giá còn có 500. Yeah. Cái người ở đây là người quá cần cù làm ruộng mà có tiền ở đâu. Yeah. Nhưng cái dân đại gia rồi người ta hàng buôn ta dám cầm ta chơi. Yeah. Đó, mình bán gì cũng được, còn ở đây làm được đó không ai dám mua. Yeah. Mặc qua chút đỉnh gì người ta dám, cứ quá người ta đâu dám. Yeah. Theo như ông Năm thì hồi trước giờ thì ông Năm làm rất là nhiều con này con kia rồi, thì trong cái quá trình ông Năm làm thì ông Năm tâm đắc nhất là cái con nào ông Năm? Hồi trước giờ ông Năm làm mấy con này nè, ông Năm tâm đắc nhất là cái con nào? Ý là cái con nào mà ông Năm làm mà cảm thấy nó đẹp, mà nó ưng ý, vừa bụng mình nhất? Tôi thấy cái con nào tôi cũng chịu làm cho vừa bụng hết á. Dạ. Nói chung là con nào cũng ok hết. Bởi vì cái con nào cũng vậy, mình làm là phải cho thiệt giống cái con đó mới được. Dạ. Nếu mình mần mà mình coi không được thì cái người khách ngoài đường người ta cũng không coi được luôn. Dạ. Khó vậy. Cái gì cũng phải làm cho chắc ăn con đó được. Dạ. Rồi ở đây trong vùng sâu, vùng xa, thôn quê này rồi ông Năm đem ra đâu bán? Để tại nhà. À, người ta lại ông Năm ha? Không có trưng bày gì hết, ai biết thì lại mua chơi, còn không biết thì thôi để dành con cháu chơi. Dạ. Chứ không có làm giàu làm có gì hết trơn. Kỷ niệm ông Năm ha? Dạ. Vậy thôi chứ không có gì đâu mà phải đem ra ngoài đường mà đồ. Dạ. Biết mình đem ra ngoài đường mà nó có xứng đáng không? Dạ. Mà đem ra ngoài đường ta chê rồi, dạ. Khổ quá thôi. Giờ ở trong tại nhà đó ai thích gì đó thì coi được mình mua xài. Có lần nào mà ví dụ như mình đem ra mình bán rồi này kia rồi người ta chê được không Năm?
có lần nào mà kiểu giống như người ta chê những cái tác phẩm mình không? Hồi xưa giờ hồi xưa giờ cái chê thì người ta không có chê gì dạ. Mà nhưng mà người ta nói hơi mắc. À hơi mắc à, dạ. Nói thí dụ cái con đó mình bán 500 ngàn mà họ nói bán chừng 200 thì người ta mua. Dạ. 1 triệu rồi bán chừng 300-200 thì người ta mua, chứ tới 1 triệu mắc gì đâu. Dạ. Thế người ta gặp cái con gì người ta cũng khoái, mà ngặt người ta không chê. Dạ. Mà không tiện mà hãy cho người ta lấy liền. Dạ đúng rồi. Mà tôi thấy là cho tặng là người ta sẽ lấy liền ông Năm á. Nhiều người lại đây than nói trời tôi thấy con này khoái quá, mà tôi không có tiền, phải tôi có tiền tôi mua, chú khoái hả? Dạ. Cho chú liền. Dạ. Cho chú liền chứ không bán. Dạ. Đó là cho, còn cái bán là phải giá cả đâu đó, mà không lẽ mà dạ. Mận con này 3-4 ngày mà không lẽ bán không được 300 ngàn mà. Dạ đúng rồi. Mà dạ. Ông đi mướn người ta mận ngày 20 ngàn ai mận. Dạ. Ma nó mận, ai đi mận dạ. Đâu, 20 ngàn ngày. Nói chung là những cái tác phẩm ông Năm đã làm ra là tâm huyết, rồi công sức, rồi thời gian, sức khỏe. Nói chung là đổ hết vô những cái linh vật này. Bởi vì là Quỳnh Trung mới cho một câu là những cái linh vật này là nó ông Năm đã thổi hồn vào nó hết rồi. Mình dạ. Cái con đó mình phải suy nghĩ cái đầu óc mình rồi mình mới dám mà. Dạ. Mình có suy nghĩ mình lên thiết kế gì trước không Năm? Bây giờ cái con đó, cái gốc cây tôi đem lại, cái gốc cây đó bây giờ tưởng ra là cái con rồng. Dạ. Mà con rồng này nó bay hay là con rồng nó đứng, mà nó dạ. Bay nó có thể nó qua khúc mây không, cái dành dạ. Mây nó lú ra được mấy khúc, mấy cái đầu mấy cái đuôi, mình phải tính mình làm cái dành mây luôn. Dạ. Nó, cái đầu óc phải suy nghĩ mình làm mới được. Dạ. Chứ mà rồng cái vụ là thấy con rồng bây giờ ở đâu con rồng đâu thấy đây mà mần giống được. Dạ. Thế nào không được. Hồi nãy giờ thì trong tất cả con này thì cái điều mà con ấn tượng nhất là cái rắn, con rắn ở trên á, rắn ở trên mà rắn là giống như là người mà lạ lạ là ấy ông Năm á, ta nhìn lên nó chắc là ta thấy hơi quải chè đậu thiệt luôn á. Người ta cũng mua về lắm, người ta cũng chơi cú đó hoài, cũng như chú nói. Dạ. Đem để rồi thình lình cũng dạ, mình để thình lình á, dạ. Cái con nó có gỡ xuống dễ không Năm, cho con xin phép con gỡ con dạ đấy, cho bà con mình xem chi tiết cái đầu. Tôi mới kiện quá dạ, chứ giờ nó đâu đứng được, ở đẩy đất mới nằm được. Ủa là ý là con rắn này nó sẽ không có bò được đó. Dạ sao mình không làm chân cho nó luôn ông Năm? Không, con rắn đâu có chân. Không được không Năm ha. Dạ bị thường thường nó nói con rắn không chân dạ. Đi 5 rừng 7 vú. Không chân mà đi trên rừng được. Dạ. Mà con gà không vú mà nuôi con không vú dạ. Mớm sao vú được mà sống, mà nó nuôi sống là con gà. Dạ. Đâu có vú mớm gì. Có con rồng có là dạ. Và con rồng có giò rồi dạ. 4 giò. Đây là cô chú anh chị hồi nãy làm do để trên đó thì chắc là quay sơ quá thì bà quay con mình không có nhìn rõ đó thì đem xuống là mình cảm thấy là giống cái giò của nó đó. Này đâu đây cô chú anh chị mình cầm cái đuôi lên vậy là y xì luôn nè đó cái đầu rồi đó đầu mắt mũi rồi. Con quay này là giống nào ông Năm ha, người ta thường bắt rắn người ta chà chà đầu người ta đè đầu xuống ha. Bây giờ con rắn thì con rắn này nói gì thôi, con rắn chết rồi. Dạ. Có thể để dưới đất thì nó nằm chết luôn, đâu ngóc đầu được. Đâu dạ. Chú để chứ con giờ dạ. Đâu có nằm gì đâu, chú để thì nó lật chết đâu, dạ. Lật rộng rồi. À. Đâu có bằng thẳng được. Dạ. Còn con nó sống là nó mới bò, nó mới ngóng cổ. Dạ. Thì nó phải làm một thế thành, nó là dạ. Như thế như cái giò. Là à. nó bò qua cái miếng đá miếng gì đó. Dạ. Cái qua cái cục đá còn nhiều có thể nó mới chịu nổi. Dạ. Thế là giờ ông Năm phải làm một thiết kế một cái đế để dạ. Để vô. Đó. Nó phải nằm rồi đâu dạ. Đó là nó giống là con rắn nó bò. Dạ. À, chứ bây giờ để vậy thì nó lạc rộng cái mặt nó trời đó. Dạ. Dạ. Còn nếu mà mình lấy cái đế đó ra thì nó sẽ ngã ông Năm ha. À, nó ngã. Dạ. Lấy cái đế này ra thì giờ nó ngã rồi. Đó. Nó ngã rồi nó ăn gì đâu. Dạ. À. Là mình để nó lên là nó dạ. Nóng cổ nó bò được cho nên là phải thêm một cái chi tiết vô đó. Vậy là nó nằm êm xuôi dạ khủng con này mà nếu thiệt cũng cỡ 3 kg chứ không có nhẹ đó không vậy dạ 3 kg chứ cây tốt chắc thì nó vậy dạ chứ cây giỏm thì nó dễ sồn với nhà thuốc với con bự hơn đó nó một tập rồi xe đẩy tôi hiến nó hạt á tôi dòng với hạt đồ ôi tùm lum hiến cho nhà thuốc Nam đó. Nhà thuốc Nam người ta hạt nữa là ở dưới kia là ông Năm còn một cái chỗ trưng bày nữa trưng bày cái đó là để hiến cho cái nhà thuốc để coi chơi tượng trưng thôi dạ không bán buôn gì hết bây giờ không bán dưới đó có sao không ông Năm hả dưới đi cũng xa đây nó cũng trên cả 4 cây
Cái đường đó, cái đường đó đi về xã Luân Vĩ ra chơi mà sáng nhìn tre luôn đó. Vậy là dưới đó là mình cũng chân gắn rồi này kia rồi. Cái đó có nhà thuốc, ông để bước vô nhà thuốc là một hàng ông để mà cũng các chỗ người ta tặng. Dạ, à, cũng các nơi quy tụ về hết năm hả? Ai muốn có gì tốt đem nó hiến gì đó mà chơi chơi gì thôi. Dạ, dạ. Người ta để thờ phượng coi chơi chứ không phải làm gì, ông chủ nhà thuốc. Dạ, dạ. Dạ, kính thưa với cô chú anh chị thì hôm nay Quỳnh Trung đến đây cũng được biết là cái gia cảnh của ông Năm cũng rất là khó khăn. Năm nay là 80 tuổi rồi, bây giờ còn phải làm những cái tượng linh vật con này con kia nè. Nhưng mà thật chắc ra nếu mà nói về để làm mà kinh doanh mua bán thì hồi nãy ông Năm có chia sẻ mà bán là trong cái thời gian nó bán mấy chục con là đã hai mươi mấy năm rồi đó, là cho nên là có tháng có tháng không mà thu nhập ở đây thì cũng bấp bênh nữa đó. Mà những cái con vật này á thì ông Năm nói là cho người ta là người ta nhận liền, rồi nếu mà mua thì người ta lại trả rẻ ông Năm hả? Còn nếu mà bán rẻ thì mình thấy nó tiếc, nó uổng quá. Dạ, công cán của mình bu. Dạ, hy vọng là bà con mình khi mà xem được cái video này, nhìn thấy được những cái tác phẩm của ông Năm á thì cố gắng trả cho ông Năm cái giá mà cao cao xíu để tội nghiệp ông Năm. Hôm nay thì con đến đây thì cũng biết gia cảnh ông Năm là ở cùng với lại người con trai của mình, công việc thì cũng rất là bấp bênh á đó. Cho nên là con cũng thay mặt cho một chị Mạnh Thường Quân, đó là chị Ái Hữu Lê ở Mỹ, gửi cho ông Năm cái phần quà là 500.000 để ông Năm mua gạo đồ ăn ở trong này ông Năm nha. Ở đây là khu vực mà không có điện á cô chú anh chị, phải xài mà xài bình nữa đó, cho nên là đèn dầu luôn không Năm hả? Đèn đốt, đèn dầu. Dạ, tại vì trong này là trong rừng á cô chú anh chị. Con thay mặt cho chị Ái Hữu Lê gửi cho ông Năm 500.000 để mà mình mua gạo rồi mua mì rối đồ trong này mình ăn ông Năm nha. Dạ, gửi cho hai cha con ông Năm nha. Dạ, cảm ơn Quỳnh Hữu Lê đó. Dạ, chị Ái Hữu Lê thì Quỳnh Trung cũng thay mặt cho chị Ái Hữu Lê nước ngoài. Dạ, chúc cho ông Năm nhiều sức khỏe ông Năm nha. Dạ, rồi Quỳnh Trung cũng thay mặt cho ông Năm chúc cho chị Ái Hữu Lê được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho cả nhà mình sẽ có được công việc thuận lợi. Tới đây thì Quỳnh Trung cũng xin được phép kết thúc video và hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở video khác. Dạ.